Trước thông tin nhà thờ chính Tòa giáo phận Bùi Chu thuộc xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định sẽ được hạ giải vào ngày 13 tháng 5 tới đây, thì đã có nhiều ý kiến từ các tổ chức cá nhân đề nghị là cần bảo tồn công trình giàu giá trị kiến trúc lịch sử này. Tuy nhiên, đại diện giáo phận Bùi Chu và các giáo dân khẳng định việc đại tu công trình này là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của bà con ở các xứ đạo, họ đạo trong giáo phận. Đây là hình ảnh nhà thờ chính tòa Bùi Chu được xây dựng từ năm 1885, tồn tại 134 năm trước ngày hạ giải. Do tác động của thời tiết, mưa nắng, bão gió, các nguyên vật liệu đã bị hư hại, nhiều vết rạn nứt, rột nát, một tháp chuông đã bị nghiêng. Dù đã được tu sửa nhiều lần, nhưng nhà thờ này vẫn đứng trước nguy cơ sập, đổ bất cứ lúc nào nếu không được tu sửa. Đại tu đây người ta hiểu là coi như cũng như là nhà mới. Với chúng tôi nói như vậy, tường kia bây giờ đại tu là kiểu nào cũng phải phá toàn bộ tường, không thể để được nữa. Giờ nếu để bây giờ nó toàn là vôi cát nó cứ rửa ra vậy thì rất là nguy hiểm. Cho nên phải làm mới lại. Còn gỗ thì cái nào hỏng thì là phải thay, nhưng mà đa số là phải thay mới hết. Không có gặp gì khó khăn. Đấy, về hàng ngũ linh mục cũng vậy, rồi nhất là về phía giáo dân, người ta rất là tán thành, người ta rất thích, người ta rất muốn. Ai về đây người ta muốn, người ta muốn lắm. Vì người ta thấy xuống cấp quá rồi, thấy xuống cấp quá rồi, mà chính là chính quyền các cấp, chính quyền có thẩm quyền, người ta về người ta đi xem xét, người ta cũng biết cái nguyện vọng của giáo dân. Người đại diện giáo phận Bùi Chu cho biết, việc đại tu nhà thờ chính tòa có sự bàn bạc thống nhất trong giáo phận, nhất là nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của bà con giáo dân. Dự kiến ngày 13 tháng này sẽ tiến hành làm các hạng mục khác theo kế hoạch. Thời gian đại tu nhà thờ trong khoảng 4 đến 5 năm. Lãnh đạo huyện cùng với các chuyên môn huyện đã trực tiếp làm việc với tòa giám mục và vào cũng đã xem xét thực địa cái tình hình thực trạng, thế rồi cái việc triển khai của cái sửa chữa và giám mục của tòa giám mục theo cái giấy phép xây dựng, thì thấy rằng là đến thời điểm này thì tòa giám mục cũng đang triển khai theo đúng cái giấy phép xây dựng. Theo hồ sơ thiết kế, ngoài việc sử dụng các vật liệu xây dựng kiên cố, bảo đảm chất lượng công trình và một số thay đổi nhỏ, còn lại nhà thờ chính tòa Bùi Chu sau khi đại tu cơ bản vẫn giữ nguyên quy mô, kiến trúc, hoa văn như nhà thờ cũ. Cá nhân tôi nói thì cũng đồng thuận thôi, bởi vì tôi cũng tin tưởng rồi các cha, các ngài cũng đã có sự sắp xếp bàn bạc. Nhưng mà quả thực là trong cái công trình kiến trúc này cũng đã hơn 100 năm thì tôi cũng thấy rất là tiếc. Bùi Chu là giáo phận lâu đời, gắn liền những sự kiện quan trọng liên quan đến lịch sử, hình thành và phát triển của Công giáo tại Việt Nam. Có 159 giáo xứ với trên 412.500 giáo dân, nhà thờ chính tòa Bùi Chu là nơi diễn ra sự kiện quan trọng của giáo phận, thu hút từ vài nghìn đến vài chục nghìn giáo dân tham gia. Nhà thờ dự kiến được hạ giải để đại tu theo cách giữ nguyên quy mô kiến trúc cũ vào ngày 13 tháng 5.